Khi cài ứng dụng này, mọi người có thể đến viếng thắp nhang rất nhiều ngôi chùa trên cả nước. Đặc biệt, người dùng có thể nạp tiền vào app để được phù hộ. Với mức nạp 20.000 đồng, thí chủ sẽ được phù hộ trong một ngày. Nạp 50.000 đồng sẽ được bình an trong một tháng. Mua gói càng lớn thì ưu đãi càng cao. Và app đó có kêu gọi người ta đóng góp cái nguồn kinh phí bằng cái sự tự nguyện đi nữa, thì điều đó cũng là hợp pháp. Đâu phải bắt buộc lắm, người ta kêu gọi bằng sự hợp pháp. Để thấy cái sự nhảm nhí đáng lên án của tuổi trẻ người, thì tôi kính mời quý Tôn Đức Tăng Ni, các quý Phật tử và những người quan tâm á, hãy cùng tìm hiểu về cái app mà tuổi trẻ cười đó đã phản ánh có thật sự là như nội dung của tờ báo đã đưa ra hay không. Thì trước khi nói về phần này đó, thì tôi xin đọc nguyên văn của báo Tuổi Trẻ Cười đăng vào lúc 15:50 ngày 23 tháng 9 năm 2020. Vài năm trước, dân tình xôn xao khi xuất hiện website lễ chùa online, thì nay việc đi chùa đã được đưa lên app. Khi cài ứng dụng này, mọi người có thể đến viếng thắp nhang rất nhiều ngôi chùa trên cả nước. Đặc biệt, người dùng có thể nạp tiền vào app để được phù hộ. Với mức nạp 20.000 đồng, thí chủ sẽ được phù hộ trong một ngày. Nạp 50.000 đồng sẽ được bình an trong một tháng. Mua gói càng lớn thì ưu đãi càng cao. Hiện app này có hơn 5.000 lượt tải về và hàng trăm đánh giá trên Google Play. Thì đó là hai đoạn mà tôi cho rằng là nội dung cũng như là cách thức diễn đạt rất là giảm nhí. Nó chống lại sự nghiêm túc. Và đã làm cho những người quý mến nền văn hóa Phật giáo, cũng như là những đóng góp của nền minh triết Phật giáo cho dân tộc Việt Nam suốt 2.000 năm qua đó, cảm thấy rất bất bình vì cái sự thiếu nghiêm túc của tác giả, cũng như là sự thiếu nghiêm túc của ban biên tập Tuổi Trẻ Cười.